Vâng, thưa quý vị, thực tế là trong thời gian qua, hàng loạt các trạm BOT đã giảm giá phí nhưng chỉ giảm cho người dân trong khu vực, địa bàn có trạm thu phí. Trong khi đó thì việc giảm miễn phí cho người tham gia giao thông qua lại hàng ngày thì vẫn chưa được tính tới. Hệ lụy mức phí cao, người tham gia giao thông đã gánh không nổi. Họ chỉ nói là sao mà đề nghị giảm vé cho xe địa phương mà chưa thấy giảm, và họ yêu cầu là đề nghị là công ty là có cái chính sách với những người xung quanh, tức là giảm giá cho người xung quanh địa phương gần trạm. Đề nghị giảm phí, đó là nội dung mà người đứng đầu trạm thu phí số 1, quốc lộ 5 tỉnh Hưng Yên thường xuyên nhận được từ các doanh nghiệp vận tải hơn một năm qua. Những kiến nghị này dường như chưa được quan tâm. Đường vào khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên, nối với quốc lộ 5 cũ. Hai năm qua, được mệnh danh là con đường đau khổ. Vậy nhưng, phương tiện vẫn lưu thông qua lại tấp nập, lý do để né trạm thu phí. Đường này có thể là xấu hơn, nhưng mình đi giờ cước xe xăng dầu nên thì mình phải tạo ra để mình lấy chi phí bớt đi. Xe em có 1 tấn 8 mà đi mà mức phí 50.000 đấy nó cao quá, không chấp nhận được. Mấy là cái đường đấy xấu quá anh ạ. Ví dụ như cao tốc thì mức cao tốc như cao tốc Pháp Vân đi đến Hà Nam nó chỉ mất đến 35.000, mà đi đường này đến Hải Dương cũng tương đương tuyến đường nó mất tận 50.000. Các doanh nghiệp vận tải dọc tuyến quốc lộ 5 cho biết mức phí cao hiện đang ảnh hưởng khá nhiều tới chi phí vận tải. Trong khi đó, sau nhiều năm sử dụng thì tuyến đường hiện đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Và rõ ràng, trong câu chuyện này, không đúng với quy luật tự nhiên. Tiền nào của nấy. Thứ nhất là gánh nặng doanh nghiệp, gánh nặng thứ hai là cho người dân. Vì chi phí mà BOT mà cầu đường tăng thì đồng nghĩa cái việc mà giá trị, cái vận chuyển hàng hóa, giá cước cũng tăng. Và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Cái giá trị mua hàng cuối cùng mà khi người dân phải mua thì đều là bị tăng phí. Giảm phí BOT, thực tế những năm qua luôn là câu chuyện nóng. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, mức phí cao hiện chính là nguyên nhân gây bức xúc cho lái xe, doanh nghiệp vận tải. Trong bối cảnh hiện tại, giảm phí có lẽ là giải pháp lợi đôi đường. Phí đường năm quá cao là đúng. Vì tôi chỉ riêng Hải Phòng có 3.000 cái xe container, thì trong năm ngoái là 1.000 cái xe container đắp chiếu. Thậm chí là lái xe còn giả lại phù hiệu, giả lại cái giấy phép lái xe. Bởi vì chạy thì mỗi chuyến đi Hà Nội hay đi Lạng Sơn lộ 400.000, bởi vì cái phí cao quá thì họ chạy làm gì. Phí cao, xe né chạm gây hỏng đường, nhà đầu tư thất thu, giảm phí. Có lẽ đã đến lúc cơ quan chức năng cần phải suy nghĩ nghiêm túc. Tại một cuộc họp gần đây, đánh giá các dự án BOT có nhiều ưu điểm nhưng cũng có yếu kém như thời gian thu, mức thu, miễn giảm cho người dân khu vực trạm BOT. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành tập trung khắc phục tồn tại, chú ý loại bỏ chi phí bất hợp lý của trạm BOT. Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc nhở các bộ ngành thực hiện nghiêm công điện số 82 về đảm bảo an ninh trật tự tại các trạm BOT. Những người có hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại, gây mất trật tự xã hội, gây ùn tắc giao thông phải bị xử lý nghiêm.